Hey, hôm nay em sẽ đưa cây mai này ra ngoài nắng. Cây mai này tháo bịch cách đây là 2 tuần. Chính xác là 16 ngày nha anh em. Đó, nó được vậy ha. Anh em thấy cái tàn lá không? Nó xanh lè luôn ha. Đây là cái thời gian mà chúng ta đưa ra ngoài nắng thích hợp. Đó. Mà trước khi đưa ra ngoài nắng á, anh em lưu ý hai vấn đề. Đó, kể cả là vấn đề về xịt thuốc luôn. Để làm sao đưa cây ra ngoài nắng á, nó không có bị cháy lá nha anh em. Rồi, tiếp tục là trên cái cây mai ghép này. À, trước đó là cũng có những clip và chia sẻ về những cái kỹ thuật ba clip này ha. À, từ lúc chuẩn bị ghép, ghép tới sáu bịch. Thì trong clip hôm nay thì tiếp tục là một cái quá trình từ lúc tháo bịch cho đến khi mà chúng ta cái cây nó phát triển, chúng ta đưa ra nắng ha. À, đây là cái thời điểm mà sau khi em tháo bịch được 4 5 ngày vậy anh em, là nó được như vậy á. Clip trước thì em tháo bịch cho anh em xem đó. Tháo lông lỏng rồi bữa sau chiều mát rút ra và xịt cho nó một lần bọ trĩ. Xịt bọ trĩ thôi nha anh em, không có thuốc men gì hết á. Còn về tưới gốc á, thì cũng chẳng cần phải tưới ha. Không cần phải tưới gì hết á, tại vì cái lồng chậu nó đang còn ẩm thì chúng ta cũng chẳng cần phải tưới. Tưới phân dưỡng cũng 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 chưa cần đâu anh em. Khi nào mà cái lồng chậu nó thiệt khô ráo thì chúng ta không tưới, mà đợi cái lá nó già rồi chúng ta mới tưới phân tưới dưỡng nha. Lúc này thì chúng ta chưa có tưới phân tưới dưỡng đâu, quan trọng nhất vẫn là xịt thuốc bọ trĩ nha anh em. Thì thuốc bọ trĩ đóng vai trò là quyết định 5 bữa 7 bữa là chúng ta cứ xịt thuốc bọ trĩ thôi. Còn chiều với chiều chiều á mà anh em cân á, thì anh em dùng cái bình xịt, chúng ta xịt nước á, xịt nước qua trên cái thân nó hoặc qua trên cái mặt chậu hoặc qua nước, chúng ta tưới sơ như tắm cây sơ một cái cũng được, còn không thì cũng chả sao. Quan trọng nhất vẫn là xịt thuốc bọ trĩ ha, bọ trĩ. Thời điểm này chúng ta sẽ bọ trĩ thôi, không có cần phải tưới gì thêm nữa nè. Chúng ta chờ khi mà cái cốt ghép này nè nó lớn hơn một tí xíu, nó dài hơn tí xíu, thì chúng ta sẽ tiến hành vô nhôm, vô dây nhôm để chúng ta cố định và điều hướng cái cành nhánh trước cho nó ha. Chủ yếu là chúng ta vô nhôm để cố định là chính ha. Rồi cái vấn đề về xịt thuốc đó, xịt thuốc chỉ thuốc bọ trĩ thôi. Và bọ thuốc thì bọ trĩ thì anh em có thể dùng nhiều loại để chúng ta thay nhau nha. Thì cái cơi lá đầu tiên như vậy nè nó quan trọng lắm, là cái con bọ trĩ nó hút á, hút chích là cái bo nó sẽ phát triển chậm lắm, nhiều khi nó hư cái bo luôn á. Xịt liên tục 5 bữa 7 bữa xịt ha, nhiều khi em xịt vậy nhưng mà nó vẫn vẫn có dấu hiệu bọ trĩ nha anh em. Chúng ta chưa tưới dưỡng nha, chưa tưới dưỡng bạn chưa đưa ra nắng được đâu. Khi nào mà cái màu lá nó giống vậy nè, nó lớn to như vậy nè, mà cái màu lá chuyển như vậy đó thì chúng ta mới bắt đầu đưa ra nắng. Thì tới đó thì em trong cái clip này cũng nói về vấn đề thời điểm chúng ta đưa ra nắng và chúng ta xịt thuốc gì ha, ở cuối cái clip này. Khi nó cái bo nó phát triển mạnh hơn vậy á, ra lùm xùm thì chúng ta lọc bớt những cái cành nhánh đi đó. Khi mà nó phát triển cái bộ lá nó phát triển dày vậy nè đó, thì chúng ta phải lược bớt những cái nhánh mà nó mọc đôi mọc ba, rồi những cái nhánh li ti á, vì chúng ta để nhiều á nó sẽ không có phương cái đọt ra được. Đó, lọc xong rồi chúng ta vô nhôm như vậy ha. Đó, thì mục đích để lọc á, thứ nhất là chúng ta loại bỏ bớt đi, ví dụ như một một cái bo ghép á có thể nó ra 5 7 cái chồi, để cái chồi thì chúng ta nên giữ lại khoảng chừng 2 3 cái chồi thôi, đừng có giữ nhiều thì nó sẽ không có bung, nó vương cái cành ra được, không có toát cái cành ra được ha. Và cũng như là nó bị bọ trĩ rồi rầy nó nấp ở trong á, và nó phát triển không đều, đọt nó sẽ phát triển không đều nha anh em. Ví dụ như cái bo mà nó ra 1 2 cái đọt á thì nó phát triển mạnh, nhưng mà cái bo nào nó ra chùm chùm á thì nó sẽ phát triển không mạnh nha anh em, tức là nó không có vương được cái đọt ra. À, thành thử là cái cây nó sẽ bị không có cương xứng. À, khi mà anh em vô nhôm là cái cây nó đều tròn tàn, mau kính tàn vậy ha, là chúng ta phải lược bớt. Thì chúng ta
cái cây nó toát cái cành nhánh ra, thì lúc đó nó dài thì chúng ta mới vô nhôm để chúng ta điều hướng. Thứ nhất điều hướng, thứ hai cố định ha. Đó. Rồi chúng ta phải bước thứ hai là chúng ta sau khi mà chúng ta tháo bịch á thì chúng ta xịt bào chỉ này kia đó này nọ đó. Và bước thứ hai á là khi nó ra lùm xùm rồi chúng ta lượt bớt những cành nhánh đây ha, cành nhánh li ti đây đó. Một cái bao ghép chừa khoảng chừng từ 2 đến 3 cái đọt thôi đó. Đó là bước thứ hai ha. Bước thứ ba khi một cái cây nó ra cái bao ghép á, nó phát triển qua khoảng chừng một tấc hai tấc gì đó mà anh em sợ nó bị gãy, với vậy nó ra cái cỡ này nè, đó là cái thời điểm mà chúng ta vô nhôm nha. Mà vô nhôm á thì em sẽ lọc bớt đi. Lúc trước thì cũng có lọc sơ về cái những cái lá chân, những cái chồi rồi. Khi vô nhôm thì chúng ta cũng lượt bớt. Khi mà nó cây nó lùm xùm còn nó vừa tàn rồi thôi, chúng ta không còn phải lượt nữa ha. Đó. Để cây nó thông thoáng, chúng ta vô nhôm cho nó gọn. Đó. Thì cái cách vô nhôm á thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà trong cái clip này em chỉ làm sơ thôi. Để trong clip sau thì em cũng chia sẻ cho anh em cái cách để chúng ta vô nhôm cho nó phù hợp, để chúng ta điều hướng cho nó phù hợp. Cái những cái nhánh chừa, những cái nhánh dương, những cái nhánh âm thì chúng ta cắt. Chứ chúng ta vô nhôm mà chúng ta uống nó không có định hình cái cây á, mà chúng ta chừa cái nhánh nó không có phù hợp á, dễ dẫn đến cái cây nó sẽ không có kín tàn, và cây nó bị bí, nó không phát triển được, nó bung cái tàn, không có tròn cái tàn được. Vô nhôm cũng là một trong những cái kỹ thuật mà để chúng ta định hình trước ha. Đây là em chỉnh sửa theo cái phong cách là tàn kín tàn tròn tàn nha, chứ không có theo cái cây bài, không có theo cái dáng thế, đừng có mắc lỗi theo cái kỹ thuật bonsai ha. Kỹ thuật bonsai thì nó khác, thì chúng ta phải đi nhánh 1, nhánh 2 và nhánh cành phong cho nó phù hợp. Nhưng mà những cái cây mai này á, em đi dây nhôm mà chúng ta đi tức là cố định thứ hai, tức là em điều hướng theo phong cách là nó kín tàn và tròn tàn ha. Rồi quay lại cái cây mai này đó, anh em thấy không đó, em đang quá trình vô nhôm ha. Đó, đây nè, vẫn có dấu hiệu bột chỉ nha nè, em đang vô nè, theo phong cách là kín tàn và tròn tàn, mau chơi nha. Đó. Điều hướng đó, chúng ta không có uống mạnh mà chúng ta điều nhẹ nó thôi, điều nhẹ nó thôi. Thì cái này em hay em bẻ điều hướng theo cái cành nó lả một chút xíu để cho nó tạo thành cái hình dáng cây thông, cho nó độ thoát thân của nó thấp lại, nhìn cho nó đẹp. Lúc này vẫn chưa có phân thuốc gì nha anh em, chỉ xịt thuốc bỏ chỉ đổi loại liên tục, năm bữa bảy bữa xịt điện thoại và chỉ thôi ha. Đó. Rồi chiều dùng vòi nước tắm nhẹ quơ sơ phát là được rồi, không có tưới vậy đó, tưới phân, tưới thuốc, tưới dưỡng vậy đó. Đây là cái cây mai nó đã ra cái hình hài của một cây thông Noel anh em nè. Em vô dây xong xuôi hết rồi, điều hướng xong hết rồi. Thì đây là cái thời điểm đưa cây mai ra nắng nha anh em. Đó, anh em quan sát cái tàn lá nè. Đó, nó đã già rồi, nó có màu xanh diệp lục rồi, nó không còn cái lá mỏng, lá non mỏng nữa ha. Nó có gân lá rõ ràng rồi nè. Đó, màu xanh diệp lục rồi nè. Lúc này thì cái cây nó, cái lá nó đã quang hợp rồi, thì chúng ta đưa ra ngoài nắng. Mà anh em đưa ra ngoài nắng là anh em chú ý ha, anh em nên đưa cây ra lúc buổi chiều hoặc buổi tối, chiều mát á anh em mới đưa ra nắng, để cái cây mai ngoài trời ban đêm, để sáng ánh nắng nó lên một cách từ từ á, cái cây nó sẽ không có bị cháy lá nha. Đó là cái lưu ý đầu tiên và chúng ta đưa ra nắng.
Rồi cái lưu ý thứ hai nữa là trước khi đưa ra nắng thì anh em nên xịt cho nó một cái cữ thuốc Antracool. À, thuốc này được ví như áo dốc kẽm vậy đó. À, nó bảo vệ cái tàn lá, à, nở là có nắng như kia nó cũng không bị cháy lá, không bị cháy nát lá nha anh em. À, đây đây là cái cây em đã xịt rồi nè, à, vừa mới xịt thuốc Antracool ha. Rồi xíu nữa hôm nay chiều mát nè, xíu nữa em đưa ra cây mai bưng ra để ngoài nắng luôn, à, bỏ ra ngoài nắng. À, là cái cây mai nó sẽ không bị rũ ha. À, khi mà chúng ta đưa ra ngoài nắng á, bữa hai bữa gì đó, à, khi mà cái cây lá nó quang hộp nó dày nó kín thì anh em quan sát cái lòng chậu. Tại vì lúc đó cái cây nó đã hút nước rồi, tương đối hút nước thì chúng ta phải theo dõi, à, để cái biết là cái cây nó đã khô nước chưa, à, nó hút ráo chưa. À, khi nó hút ráo rồi chúng ta tưới vô, à, tưới cho nhiều á, mà xác định nó phải hút cho ráo nha, thì chúng ta bằng việc chúng ta phải kiểm tra cái mặt chậu, kiểm tra cái lòng chậu, à, và kết hợp quan sát cái tàn lá. Xem nó có bị khô rũ không, nó khô á, nó giận nữa nó nhăn á. Còn đưa ra nắng thì gặp nắng, bữa đầu tiên gặp nắng thì nó rũ, nó cong xuống thì bình thường, à, đừng để nó nhăn lá, nó rũ, lá già nó cũng rũ là cây nó biểu hiện nó là bị thiếu nước ha, à, bị khô nước thì chúng ta tưới vô. À, mà chúng ta nên tưới là tưới một cái cữ dưỡng rễ ha. Dưỡng rễ thì anh em có thể dùng Google nè, à, hoặc là Comcat, à, N3M cũng được. Nhưng mà anh em lưu ý khi mà cái cây nó có dấu hiệu mà nó vượt lóng á thì chúng ta nên ngưng cái N3M. Ví dụ như cây này đi ha, ví dụ như cây này thì em không tưới N3M nữa đâu, à, tại vì nó bản chất của nó cái bò ghép nó đang vươn rồi ha, dứt N3M vô nó dễ vươn lắm, vươn dài lòng thòng á, nó là giữa cái mắt lá này mắt lá kia nó dài nó thưa quá thì cây nó sẽ không đẹp, cây nó sức nó không mạnh, quang hợp nó sẽ không tốt. À, mà em sẽ sử dụng là Google ha, Google để em tưới cây này. À, tưới cho một lần cho thiệt nhiều, nhưng mà trước khi tưới thì anh em phải đảm bảo là cái lòng chậu nó phải ráo nha, à, khô ráo xác định rõ. À, nếu mà anh em không chắc thì anh em có thể dùng cái ngón tay anh em cái lỗ bên dưới ấy, dưới đít chậu á, thọ vô coi nó có ướt hay không. Phải ráo ráo kìa, phải ráo thật sự là ráo thì đó chúng ta mới tưới dựng rễ cho ha. Mà tưới là anh em đừng có tưới nhấm nhấp, anh em tưới cho nhiều, cho rút vô trong luôn. Ví dụ cái chậu này nè, anh em nhắm 10 lít nó mới thấm hết thì chúng ta tưới hết 10 lít luôn, tưới từ từ vô rút vô. Đó là những cái nội dung mà em chia sẻ đến các anh em từ lúc tháo bịch cho đến khi chúng ta chăm sóc, cho đến khi chúng ta vô nhôm kính tàn tròn tàn và đưa ra nắng dạng nha. Rồi anh em bấm đăng ký và theo dõi clip tiếp theo.